một trong những nguyên nhân mà khiến chúng ta bận bịu, một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta luôn có bị áp lực về thời gian, đó là mình gây áp lực cho người khác. Làm nhanh lên, ăn nhanh lên, đi nhanh lên, làm kế hoạch nhanh lên, chốt sale nhanh lên, design nhanh lên. Chủ đề mà khá là mới lạ và khá là tổng hợp. Trong đúng mùa Covid thì người thầy của tôi tạo ra 5 giải pháp. Thầy nói là 5 ways, 5 cái giải pháp để vượt qua thời khủng hoảng. Vậy thì 5 cái giải pháp đó nó tập trung vào cả lãnh đạo, đội nhóm, xã hội, cảm xúc và sáng tạo. Thế là đây là một cái chung giải pháp mà người thầy của tôi đưa cho chúng ta. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi là tôi muốn copy người thầy của mình, tôi thu hẹp lại. Vậy thì cũng là 5 cái giải pháp đó. Vậy thì chúng ta có 5 cái cách mà với cái gì những tôi góp nhặt được từ những bài học thực tế của cuộc đời, từ những cách thức mà chúng ta đang làm, thì tôi muốn giới hạn nó lại để chúng ta có được một cái nhìn nó thiết thực. Chúng ta phải hiểu được về mặt khoa học 13 cái phương pháp quản lý thời gian. Cái thứ mà tôi đã chia sẻ với các bạn từ đợt trước ấy, lục lại cái live stream của tôi về 13 cách quản lý thời gian. Rồi thứ hai là khi chúng ta biết cách quản lý thời gian rồi, đúng không ạ, 13 cách, hoặc là các anh chị còn có thêm cách khác nữa, thì chúng ta hãy dạy lại cho người khác quản lý thời gian, dạy người khác làm kế hoạch này, dạy người khác hoàn thành những công việc của họ này, dạy người khác để họ sử dụng thời gian của họ hiệu quả. Đó là phương pháp thứ hai. Đây là cái nguyên tắc thứ hai, bởi vì mình càng dạy mình càng giỏi, mà mình dạy thì nó lại còn có hạt giống nữa. Cho nên là cái cách mà dạy người khác đó là một cách cực kỳ hay đấy anh chị. Nếu mà các anh chị có nhân viên ở bên dưới, hãy dạy họ cách lập kế hoạch, hãy dạy họ cái cách quản lý thời gian. Thứ ba, bí quyết thứ ba, cái này hay lắm. Hãy khen ngợi, hãy tôn vinh, hãy chúc mừng những người khác về các thành tựu thời gian. Ví dụ là những người mà họ đúng giờ này, đúng hẹn này, làm việc mà xong sớm này, đúng không ạ? Làm cam kết, những người giữ lời hứa này, những người mà họ uy tín về mặt thời gian, thì hãy ngưỡng mộ, khen ngợi, ghi nhận. Ok. Cái số 4. Đây là một cái điều mà bài học xương máu của tôi. Đây là bài học xương máu của tôi. Bây giờ thì tôi tránh được rất là nhiều, tôi giảm được rất là nhiều. Một trong những nguyên nhân mà khiến chúng ta bận bịu, một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta luôn có bị áp lực về thời gian, đó là mình gây áp lực cho người khác. Làm nhanh lên, nhanh lên, ăn nhanh lên, đi nhanh lên, làm kế hoạch nhanh lên, chốt sale nhanh lên, design nhanh lên, ok, lái xe nhanh lên, ép, push, mà push ngoài khả năng của họ nữa, thì cái hạt giống đó cực kỳ tệ. Và khi gây áp lực lên nhân viên, lên người khác như vậy, thì hậu quả là chúng ta sẽ luôn lo lắng về thời gian, chúng ta sẽ bất an về thời gian, chúng ta sẽ thiếu thời gian. Vậy thì bí quyết số 4 của chúng ta để sắp xếp được cuộc đời của mình, hành trình đến đích, là chúng ta giảm bớt thúc ép người khác. Ok, giảm bớt. Hãy để cho họ nhận những cái thời gian mà họ có thể hoàn thành. Hãy dìu họ, hãy đồng hành với họ. Thay vì là push, thì chúng ta hãy đồng hành cùng nhân viên của mình, đồng hành cùng đội nhóm của mình để tới được đích đúng thời gian. Thì có sẽ nhiều người sẽ phản ứng với tôi là anh ơi, nó hứa rồi nhưng mà nó không tới đích. Rồi tôi xin đặt lại một câu hỏi cho mọi người này. Theo các anh chị, nó có muốn đúng giờ không? Theo các anh chị, cái người đó họ có muốn hoàn thành trong thời hạn không? Họ muốn chứ. Ok. Và họ không hoàn thành, họ biết được là họ không hoàn thành. Và họ cũng thấy được cái điều gì đó nó không vui. Cho nên là thay vì chúng ta push, ép, thì chúng ta có thể tìm giải pháp để hỗ trợ, thì lại càng gieo được hạt giống. Dành thời gian của mình cho họ, một chút thời gian của mình cho họ,
để cùng được đến đích, phải không ạ? Nguyên tắc số 5 để cho chúng ta có được cái thành công hoặc có được một cái hành trình cuộc đời nó đẹp, đó chính là phải biết quý trọng thời gian, quý trọng từng giây từng phút thời gian. Why? Tại sao? Bởi vì thời gian chính là cuộc đời của chúng ta, phải biết yêu quý nó. Bởi vì nếu bây giờ mình phí phạm thời gian thì mình không thể lấy lại. Cái điều tuyệt vời ở năng lượng kim ngân cấp độ 11 mà người thầy của tôi dạy cho chúng tôi đó là gì ạ? Thời gian thì bằng cuộc đời. Và cái nghịch lý của quản lý thời gian là như này ạ, là chúng ta không biết được chúng ta có bao nhiêu thời gian. Các bạn có biết được mình còn sống được bao nhiêu ngày không ạ? No! Mà không biết được sống bao nhiêu ngày thì làm sao mà quản lý? Làm sao mình biết là mình còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để làm những công việc quan trọng? Vậy thì thay vì bây giờ mình đang làm những việc không quá quan trọng, hoặc hay mình đồng ngơ tôi là tôi dùng ngôn ngữ của tôi là những việc vớ vẩn, thì dẹp những bớt những việc vớ vẩn đi. Thay vì một ngày ngồi lướt Facebook 4, 5, 6 tiếng, dẹp! Tại vì cuộc đời không có nhiều để xa xỉ như vậy. Hãy dành thời gian làm những việc có ý nghĩa, dành thời gian cho cuộc đời của mình, dành thời gian cho những người thân yêu của mình. Hãy yêu quý thời gian của mình, yêu quý cuộc đời của mình. Thì như vậy, cái thành công nó đến chỉ là tất yếu. Tại vì hết đích này sẽ đến đích khác, nhưng hàng ngày hành trình của chúng ta như vậy tuyệt đẹp. Đấy cũng là cái cách mà tôi cũng chia sẻ với mọi người, năm cái cách mà chúng ta sắp xếp lại. Thời gian nó là cuộc đời, vậy biết sắp xếp thời gian thì biết sắp xếp cuộc đời mà thôi. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!